Samsung Galaxy A53 5G 9.990.000 giảm 1 triệu đồng, chỉ còn 8.990.000. Máy hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 1.500.000, góp 0% lãi suất, giảm 30% khi mua SIM Vinamilk. Về cấu hình của máy sẽ được trang bị một màn hình là 6.5 inch, độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip Exynos 1280. Máy sẽ có mẫu tần số quét cao nên các thao tác vuốt chạm nó rất là mượt mà các bạn. Khi các bạn sử dụng rất là êm tai, cảm thấy mình lướt nó chạy rất là đã. RAM của máy là 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Camera selfie là một dạng camera đục lỗ nằm phía trong màn hình rất là đẹp như thế này, với độ phân giải là 32 megapixel sẽ cho ra những hình ảnh là sắc nét nhất có thể. Máy trang bị viên pin 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 25W. Pin 5000 cũng đủ để chúng ta có thể trải nghiệm cả ngày dài rồi. Sạc 25W nữa, tốc độ sạc rất nhanh, rút ngắn cái thời gian sạc chúng ta để tăng cái thời gian trải nghiệm lên. Máy thiết kế cũng không quá dày các bạn, mặt lưng hoặc là thiết kế nhám, hạn chế bấm vân tay và chỉ xước. Nổi bật với cụm 4 camera với độ phân giải camera chính 64 megapixel, cam phụ là 12 và hai cam phụ lại là 5, và đây là đèn led các bạn nha. Máy thiết kế rất đẹp với mức giá đang giảm 1 triệu đồng, chỉ còn 8.990.000 và có hỗ trợ góp 0% lãi suất tại thế động và điện máy xanh. Các bạn đang quan tâm dòng sản phẩm này thì có thể truy cập ngay website thế động.com hoặc điện máy xanh.com để chúng ta tham khảo trên tay chính xác về mức giá và chương trình khuyến mại hiện tại của dòng sản phẩm này. Các bạn ở khu vực Tiểu Cần thì có thể đến ngay điện máy xanh Tiểu Cần để chúng ta có thể trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm này các bạn nhé. Máy rất là đẹp, giá đang giảm nữa. Đây là một trong những thời điểm mà đáng mua nhất đối với dòng Samsung Galaxy A53 5G. Có hỗ trợ mạng 5G trong tương lai, rất là tiện chúng ta sau này phủ sóng mạng 5G thì chúng ta chỉ cần thay SIM và sử dụng mạng 5G thôi, không cần phải nâng cấp để tốn thêm chi phí nữa. Rất là tiện.